Hello, xin chào các bác nhé. Và bây giờ em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác một chiếc xe mang thương hiệu của Mỹ, 7 chỗ ngồi. Và đây là một chiếc Chevrolet Captiva số tự động, động cơ 2.4, sản xuất năm 2009, form mới anh chị nhé. Chiếc này rất là đẹp luôn này, rất là long lanh. Mới về cửa hàng buổi chiều ngày hôm nay, mua chính chủ tên tư nhân biển 14 Quảng Ninh. Đấy, chính chủ luôn anh chị nhé. Cái dòng này nó là một cái dòng xe 7 chỗ, đấy, động cơ 2.4, số tự động gầm cao. Thì xe thì form dáng nó cũng rất là đẹp, và cửa tiền hiện tại để mà anh chị sử dụng được nó thì nó rất là đơn giản thôi. Cực kỳ là đơn giản anh chị nhé. 225 triệu đồng cho một em Chevrolet Captiva 2009 form mới số tự động này. Đấy, thì trước khi vào video chi tiết của chiếc này thì nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em, thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình anh chị nhé. Để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng. Đồng thời nếu như anh chị nào đang muốn lên đời xe cũ, muốn bán những cái mẫu xe mình đang sử dụng thì có thể nhấc máy alo cho bên em sẽ đến tận nhà để mua mức giá hợp lý nhất anh chị nhé. Hoặc là anh chị nào thích đổi xe thì có thể là đổi những cái mẫu xe bên cửa hàng bên em với những cái mẫu xe của anh chị đang sử dụng có tầm tiền từ 100 cho đến 400 triệu đồng anh chị nhé. Đổi cô các hai bên cùng cảm thấy hợp lý. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cái mẫu xe Chevrolet Captiva này, giới thiệu cho anh chị và các bạn để đi lại nhé. Mua chiếc này về đi Tết rất là hay này, đông người. Để đi sử dụng đi vào cái dịp Tết Nguyên đán này cực kỳ hấp dẫn luôn. Và cái cửa tiền của nó thì cũng rất dễ là thanh khoản thôi. 225 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, gầm cao, số tự động. Đấy, sản xuất năm 2009 anh chị nhá. Rất dễ mua, rất dễ bán với cái tầm tiền 225 triệu đồng. Đấy, đi chán bán không lỗ nhiều. Có khi lại còn bán hòa vốn luôn. Đấy, gặp khách để bán lời luôn. Và với cái tầm tiền 225 triệu đồng thì rất là hợp lý luôn chị nhá. Xe thì trang bị hai túi khí an toàn ABS đủ 4 bánh, màn hình đầy đủ, điều hòa ô tô tự động các kiểu luôn. Đấy, form dáng rất là đẹp và chắc chắn luôn này. Xi nhan bao rẽ tích hợp trên gương, mâm đúc nguyên bản theo xe anh chị nhé. Form mới thì có mâm đúc như này. Và nếu mà nhận biết cái form mới nguyên bản của nó thì là đằng đèn hậu đằng sau nó sẽ là đèn trắng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mâm của nó là sẽ khác nhá, nó nhiều chấu hơn và nhìn nó cứng hơn anh chị nhé. Đấy là những cái mà kinh nghiệm. Đấy. Hai ống xả này, động cơ 2.4, máy xăng dẫn động cầu trước anh chị nhé. Xe thì không có tai nạn đâm sôi hay ngập nước gì cả. Máy số chạy rất là chất luôn, gầm bệ chắc lịch. Đấy, mới bảo dưỡng xong, sơn xi thì mới đánh bóng lại và mới sơn tỉa một vài vết xước sắc quanh xe anh chị nhé. Đó. Xe thì cái dòng này thì nó mức tiêu hao nhiên liệu của em nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? Tầm khoảng 10 cho đến 12 lít trên 100 km với những chiếc xe 7 chỗ này thì nó mức tiêu hao nhiên liệu như vậy thì nó khá là bình thường anh chị nhé. Chứ không có chuyện 6, 7, 8 lít đâu. Đấy, không có chuyện 6, 7, 8 lít đâu. Đấy. Và nếu mà phần đầu xe thì chúng ta có nhìn cái mặt ga lăng này này. Đấy, là mà A-Lock này. Thì có nghĩa là em nó là form mới anh chị nhé. Đấy. Rất đẹp. Tông màu bạc hạt sáng này. Tôn vỏ rất là đanh luôn. Không một tiếng bả ma tít này. Đấy. Rất là mỏng manh nhé. Đấy, nếu mà có tiếng bả ma tít thì nó sẽ rất là dày. Nó nghe nó cộm 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 anh chị nhá. Cái dòng xe Chevrolet Captiva này thì nó là một cái thương hiệu của Mỹ. Đấy, một thương hiệu của Mỹ. Chạy rất là chắc chắn, khỏe mạnh. Và đồ đạc chiếc xe này thay nó rất là đơn giản thôi. Nó không khan hiếm phụ tùng như những cái dòng xe khác. Đấy. Mà tất cả những cái dòng xe khác bây giờ thì phụ tùng nó rất là ok. Những dòng xe phổ thông thì 3, 4, 500 triệu nó rất là bình thường thôi. Nó không như thời ngày xưa. Ngày xưa thì phụ tùng nó còn khó khăn, khan hiếm, nhưng bây giờ thì cái gì cũng có. Việt Nam mình xe gì chả có, nên là đâm ra là phụ tùng nó đa dạng lắm. Ghế da này. Đấy, ghế da rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn. Số tự động đấy nhá. Đấy. Đây, điều hòa auto tự động này, màn hình này. Đấy, táp lô này. Rất đẹp. Ba đèn trần. Đó. Em mở toang cái cửa cho sáng nhá. Sơn xi rất là mới luôn. Đấy, thì chiếc này thì nếu bảo sơn zin thì không có nhá. Đấy, sơn zin thì không có. Nó chỉ có là sơn lại cả xe rồi. Xe thì cũng không có tai nạn đâm xô hay ngập nước. Đấy chị nhá. Đấy. Keo chỉ cốp sau này. Rất đẹp. Đó. Nhựa nhức này, các nhìn này. Nhựa của em nói này. Khá mới luôn. Đấy, hàng ghế sau thì chúng ta cũng có thể là đấy, bẻ cái này lên này. Thì cái này cổ này gập xuống này, các bạn nhìn nhá. Đấy. Và cho em nó xuống. Đấy, thành một cái cốp thì cực kỳ là rộng rãi. Khá là ổn luôn. Đó. Rất đẹp. Cốp rộng luôn. Ví dụ chúng ta đi 5 người chẳng hạn thì
thì hạ cái cốp đằng sau chở vali, chở đồ đạc, hành lý. Đấy, đi phượt, đi chơi chẳng hạn. Với cái tầm tiền rất là hợp lý anh chị nhé. Anh chị nào quan tâm thì hãy có thể là cứ alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286, hoặc 0965425494. Em Duy Quang, ô tô chất anh chị nhé. Nội thất màu kem, màu da bò này, rất là đẹp luôn. Đấy, các anh nhìn nhé, form dáng đẹp, nội thất rộng rãi và cửa tiền lại cực yêu thương luôn. 225 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho anh chị nhé. Đó, chân nỉ rất là đẹp luôn này, thẳng căng luôn. Đó, mở cửa ra vẫn kêu chang chang luôn anh chị nhé. Tổng lăng gạo kính chỉnh điện này. Đấy, cốp sau đây là cái phần kính của cốp sau anh chị nhé. Đấy, ấn vào đây thì nó kêu một cạch một phát, thì đằng sau này nó sẽ lên một cái kính này đây. Đó, đây kính của em nó đây nhá. Đấy, ti chống lắp cabo đầy đủ, sấy kính bằng điện đầy đủ hết này. Đấy, nó nhiều cái chi tiết này thật sự đã nhiều anh chị sử dụng Captiva. Đấy, một số ít phần trăm anh chị không biết đâu, không biết là mở cách mở kính gì đâu. Đấy, kính này chúng ta có thể là ngày xưa thì xem phim này hay thở chở chó chở thú cưng thì nó quay đầu ra ngoài chẳng hạn, hoặc là chúng ta chở đồ nào nó dài quá chẳng hạn, thì nếu chở đồ nó dài ra ngoài khoảng 5-10 phân, nó là một cái diện tích nó rất là khó chịu luôn. Không đóng được cốp thì chúng ta mở cái này lên. Đấy, đóng lại, ok luôn. Giá lắp này, lắp xe đây chị nhé, xe không ta lại đâm sôi ngập nước gì cả, máy số rất là chất luôn. Đấy, chìa khóa này theo xe luôn. Đấy, đây là đồng hồ hiển thị nhá, km này. Đây thì là cái đồng hồ này thì là sắp hết xăng rồi thì nó hiển thị là phải đi đến đây. Đấy, nhiệt độ xem nào. Nhiệt độ ngoài rời đang là 23 độ C và cái đang chạy này là em đang chỉnh nút nhiệt độ ngoài này nhá. Đó, rất ok luôn. Đây, điều hòa ô tô tự động này. Đó, hiện ô tô luôn nhá, ấn vào đây này. Đó, cần số này, rất là ok, rất đẹp. Nói chung là cái vô lăng đằng sau bên trong nó là vô lăng da xịn luôn. Thì cái này anh chị nào không thích thì có vẻ là vứt cái này đi. Đấy, mua một cái bọc vô lăng mới, hoặc là theo em thì anh chị bỏ hẳn cái này đi, vứt hẳn đi, lau sạch cái vô lăng này. Đấy, cầm cái vô lăng rất là chắc luôn. Nó có hai chế độ chạy, các bạn nhìn này. Đấy, bấm nó hiện đèn vàng này, winter này. Đấy, rất, máy nổ rất là ok. Rất đẹp. Lắp cabo nhé. Vô lăng khá là ổn luôn. Nội thất quay lại các bác xem một vòng nội thất nữa. Đấy, gập ghế xuống này. Đấy, các bác thấy chưa, thành một cốp rộng chưa. Gập cái ghế bên kia nữa thì nó cực kỳ là rộng rãi luôn. Đấy, có thể là giải giải chiếu ra để làm được luôn. Đấy, là giải chăn ra làm, ví dụ như là đi anh chị nào đấy đi phượt chẳng hạn, làm cho xe luôn. Đây, khoang máy động cơ của em nó rất là ổn. Đấy, thảm này, chống nóng này, nguyên bản luôn này. Đấy, không bị xù, không bị sổ. Thứ hai là máy nổ rất là êm. Máy động cơ 2.4 nhá, dẫn động cầu trước máy xăng nhá. Đấy, nổ rất êm. Răng đầu đây, mã màu đây, 92U đây. Là mẫu mã màu bạc của cái dòng Daewoo và cái dòng Chevrolet này. Đó, nổ rất là êm. Thứ hai là chiếc máy này nhá, tất cả những cái mẫu xe Chevrolet Captiva cùng thời, nếu mà 100 con thì 98 con là làm máy rồi. Và đây là một chiếc trong xe, trong những một chiếc xe trong 98 con đó. Thì tất cả các dòng Captiva đến cái thời điểm này hiện tại đã được chủ xe đại tu lại hết máy móc rồi. Anh nhá. Chứ nếu mà cái tầm này mà bác là mua những cái xe về máy zin về thì nó rất là hiếm. Nếu mà có thì về có khi là phải về làm máy thì mới đi được. Đó, Chevrolet Captiva nó là như thế. Captiva hoặc là những cái mẫu xe như ví dụ Lancetti. Đấy, máy làm rồi. Đấy, em nhấn mạnh là máy và số làm rồi, chạy rất là chất và chắc chắn anh chị nhá. Nên là có trên video có như nào em nói thế. Đấy,
Thời này thì con nào chạy máy làm rồi mà với cửa tiền 225 triệu đồng thì nó là một cái mức giá rất là hợp lý để anh chị mua về chạy dịp Tết Nguyên Đán này. Đấy, đi chơi, đi du lịch, đi chùa truyền, đấy, đi du xuân. Mẫu xe này rất là khỏe luôn, động cơ của em là 2.4 và nội thất của nó rất là rộng rãi anh chị nhé, rất là lành tính luôn. Rồi, ok anh chị. Anh chị nào mà quan tâm đến cái chiếc Chevrolet Captiva này thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhé. Em Di Quang, ô tô chất. Và đồng thời nếu đây là lần đầu tiên anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình anh chị nhé, để được cập nhật những cái mẫu xe mà mới nhất mà bên em về. Đấy, hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Hiện tại salon em còn rất là nhiều xe. Đó. Chiếc này 275 triệu đồng, 2007, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản, số tự động, động cơ 1.6 Toyota Corolla. Đấy, Sanyong 205 triệu, số tự động 2009, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Đấy, số động nhá. Mercedes-Benz C200 2010, máy turbo tăng áp. Và chiếc này thì đang được bên em chào bán với mức giá là 378 triệu đồng, bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc, mới đăng kiểm xong. Đây, ok luôn. Rất là nhiều. BMW đúp này, một chiếc xe vừa mới lôi ở trong Sài Gòn ra, rất đẹp. Chủ xe độ, nói chung là body kit màu mè, mâm đúc sừng cá, mặt lắp cabo. Đấy, cabo thể thao luôn nhá. Rất đẹp. Đấy. Giá rất là phải chăng luôn, chưa đến 300 triệu đồng chiếc BMW này. BV525i 2.4. Đó. Rất ok luôn. Rồi, bác nào quan tâm đến một trong những cái mẫu xe tại cửa hàng bên em thì cứ alo cho bên em nhá. Hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn theo những video lần sau.